Elliot Page sau X-Men khoe body 6 múi sau chuyển giới. Elliot Page, tên cũ là Ellen Page, rạng rỡ trong bức ảnh đăng trên Instagram khiến netizen xôn xao. Ngôi sao 34 tuổi cởi trần để lộ cơ bụng 6 múi và hình thể rắn rỏi của một người đàn ông. Anh chú thích chiếc quần bơi đầu tiên của người chuyển giới, kèm theo hashtag niềm vui của người chuyển giới và cuộc sống tươi đẹp của người chuyển giới. Bạn bè đồng nghiệp ở Hollywood đồng loạt thả tim cho bài đăng của Elliot Page. Ca sĩ Miley Cyrus khen ngợi Elliot nóng bỏng với biểu tượng trái tim. Nữ diễn viên nhật ký Macaron Nina Dobrev bình luận, trong bạn thật tuyệt vời và trên hết là rất hạnh phúc. Diễn viên Elena Glazer viết, anh chàng rất đẹp trai. Và bạn diễn phim Umbrella Academy Justin Esmin bình luận, tuyệt vời quá, sẵn sàng cho mùa hè nào. Đây là lần đầu tiên Elliot Page cởi trần khoe body. Anh rất hạnh phúc với cơ thể mới của mình sau khi chuyển giới. Elliot Page nhận ra mình muốn làm con trai từ năm 9 tuổi, nhưng hơn 2 thập kỷ sau anh mới hoàn thành được mong ước của mình. Từng là một cô gái xinh đẹp nhưng Page chưa bao giờ thoải mái với thân hình một người phụ nữ mà tạo hóa đã ban nhầm cho anh từ khi chào đời. Từ thời còn chưa tiết lộ giới tính, ngôi sao người Canada đã luôn mặc đồ kín đáo che cơ thể và hiếm khi mặc váy. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Elliot Page xúc động chia sẻ về niềm vui sau khi chuyển giới. Khi bước ra khỏi phòng tắm và quấn khăn quanh eo, tôi nhìn mình trong gương và tự thốt lên, mình đây rồi. Tôi không còn phải hoảng sợ nữa. Lần đầu tiên tôi có thể chạm vào ngực mình và cảm thấy thoải mái từ trong cơ thể. Đó là niềm vui sướng đến rơi nước mắt. Elliot kể những ngày cách ly giữa đại dịch giúp anh hiểu được dạng giới của mình và quyết định đi phẫu thuật. Tôi đã có rất nhiều thời gian riêng tư để thực sự tập trung suy nghĩ theo rất nhiều cách, thậm chí là vô thức về nhiều thứ tôi từng né tránh. Cuối cùng tôi đã có thể đi chuyển giới và để bản thân trở thành con người của chính mình. Điều này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Nghĩ lại những ngày trước, Elliot Page cho biết anh luôn cảm thấy xa lạ với bản thân mỗi khi mặc váy tới thảm đỏ. Tôi chưa bao giờ nhận ra mình. Diễn viên 34 tuổi tâm sự, trong một thời gian dài tôi thậm chí không bao giờ nhìn ảnh của chính mình. Tuy nhiên, Elliot Page nói rằng vẫn còn nhiều thử thách phía trước khi người chuyển giới bị hạn chế tiếp cận với các phương pháp điều trị y tế nhất định tại một số bang ở nước Mỹ. Ngoài ra hiện tại anh biết người chuyển giới vẫn đang bị kỳ thị và xâm hại. Elliot Page muốn dùng tiếng nói của mình để ủng hộ cộng đồng chuyển giới và kêu gọi sự bình đẳng giới trong xã hội. Elliot Page sinh năm 1987 tại Canada, là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Anh từng được đề cử Oscar và quả cầu vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim điện ảnh Juno. Page còn góp mặt trong nhiều bom tấn như Inception, X-Men, vai dị nhân Shadowcat và gần đây thủ vai Vanya Hargreaves trong series phim siêu anh hùng The Umbrella Academy chiếu trên Netflix. Năm 2014, Elliot Page công khai là người đồng tính. Page bắt đầu thay váy bằng suit trên thảm đỏ và nhận các vai diễn với điều kiện yêu cầu trang phục nam tính, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình của anh. 4 năm sau, anh kết hôn với biên đạo múa Emma Potner. Đến tháng 12 năm 2020, Page khẳng định anh thực sự là người chuyển giới và đổi tên, mong mọi người gọi là anh ấy thay vì cô ấy. Tháng 3 năm nay, nam diễn viên lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Time với diện mạo của một người đàn ông. Đầu năm 2021, Elliot Page thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với biên đạo múa Emma Potner sau gần 3 năm chung sống. Sau một thời gian cân nhắc cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là ly hôn. Chúng tôi đã ly thân từ mùa hè năm ngoái. Cả hai dành sự tôn trọng tối đa cho nhau và duy trì tình bạn thân thiết, Elliot nói.